Thương chào các con khối 7. Chúng ta đã trải qua hai chủ đề, đó là đất trồng và phân bón. Hôm nay chúng ta cùng trải qua những bài thực hành của hai chủ đề này, đó là đất trồng và phân bón. Bây giờ tụi con cùng với thầy chúng ta tìm hiểu chúng ta sẽ làm những gì để thực hành hai chủ đề này nha. Đầu tiên là xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản, nghĩa là phương pháp vê tay. Thì thành phần cơ giới là của đất là gì thì tất cả tụi con đã học rồi. Bây giờ chúng ta cùng thực hành nào. Đầu tiên đó là dụng cụ và vật liệu cần thiết. Thứ nhất đó là số lượng mẫu đất, là gồm 3 mẫu đất. Thứ hai, số lượng mỗi mẫu đất là bằng quả trứng gà. Yêu cầu là khô, hơi ẩm, sạch cỏ rác, đất đựng trong túi ni lông hoặc dùng giấy gói. Bên ngoài chúng ta là một cái nhãn ghi là mẫu đất, số, ngày lấy, người lấy, nơi lấy. Dụng cụ chúng ta thực hành đó là một lọ đựng nước và một ống hút lấy nước với thước đo. Thứ hai đó là quy trình thực hành. Chúng ta sẽ thực hành theo những quy trình sau. Bước 1 là lấy một ít đất bằng viên bi cho vào lòng bàn tay. Còn thấy ha, nhìn theo hình nè. Bước 2, nhỏ vài giọt nước cho đủ độ ẩm. Đó, ta nhỏ vô. Bước 3, dùng hai bàn tay vê đất thành thỏi có đường kính khoảng 3 mm. Và bước 4 đó là uốn thỏi đất thành vòng tròn có đường kính khoảng 3 cm. Hai tụi con nhớ kỹ nha, bước 3 là hai tay vê đất thành thỏi đường kính là khoảng 3 mm. Nhưng là bước 4 là người ta uốn thỏi đất thành vòng tròn có đường kính là khoảng 3 cm. Các tụi con nhìn hình bên cạnh đây, từng bước. Rồi khi chúng ta làm xong thì chúng ta quan sát các loại đất. Ví dụ nói tụi con thấy là người ta lấy đất, chúng ta lấy đất là ngẫu nhiên. Nên khi mà chúng ta xong rồi, chúng ta thấy là khi mà không vê được á, thì chúng ta suy lại ra là đất cát pha. Vê được thành thỏi nhưng đứt đoạn là đất thịt trung bình. Vê được thành thỏi nhưng khi uốn bị đứt đoạn thành đất cát. Vê thành thỏi khi uốn không có vết nứt, trạng thái đất sau khi vê là đất thịt nhẹ. Rồi chỉ vê được thành viên rời rạc, tức là đất thịt nặng. Rồi vê được thành thỏi nhưng khi uốn có vết nứt, tức là đất sét. Khi mà chúng ta quan sát đây hình tượng của nó nè, và đây chúng ta xác định được đây là loại đất gì. Và để xác định được độ pH thì ở dưới thầy có gửi cho tụi con một cái video clip ở trên YouTube và tụi con coi, một cô giáo đã thực hành xác định thành phần cơ giới. Rồi chúng ta qua cái phần thứ hai, đó là xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu. Vật liệu và dụng cụ cần thiết. Chúng ta sẽ lấy hai mẫu đất ở chậu cảnh nhà em. Không nhà em thì nhà hàng xóm cũng được ha, chúng ta xin họ một ít. Mỗi mẫu một lượt bằng quả trứng gà. Mẫu đất là phải khô hoặc là hơi khô. Sạch cỏ, rác, gạch đá. Mẫu đất được đựng trong túi ni lông hoặc dùng giấy gói. Bên ngoài có ghi, nghĩa là nhãn đó tụi con. Mẫu đất, số, ngày lấy mẫu, nơi lấy mẫu, người lấy mẫu. Rồi hai bình đông và một cái đũa khuấy. Giấy quỳ cam và thang màu pH chuẩn. Chúng ta coi đây là những cái vật liệu mà chúng ta cần, thứ nhất là đất, hiển nhiên rồi. Hai cái bình tông, bình tông đó, nó có cái vạch theo ml đây. Rồi đây là cái đũa khuấy để chúng ta khuấy. Và thứ cuối cùng đó là giấy quỳ cam. Đây là giấy quỳ cam ha. Khi mà giấy quỳ cam đặc tính là khi mà nhúng vào môi trường axit thì nó sẽ chuyển thành màu đỏ. Đỏ càng đậm thì độ axit nó càng cao. Còn nếu mà nó ở môi trường kềm thì nó sẽ chuyển thành màu xanh. Màu xanh càng đậm thì độ kềm càng cao. Còn nếu mà là trung tính thì nó không đổi màu. Và đây là thang màu của nó để chúng ta so đây. Đó, khi mà chúng ta nhúng vô đổi màu, chúng ta so coi độ pH là bằng bao nhiêu. Đó, đây là cái thang màu pH chuẩn. Đó. Rồi quy trình thực hiện như sau.
Bước 1, lấy hai mẫu đất thu thập được bỏ vào bình đông. Bước 2, đổ nước vào hai bình đông khoảng 200 ml. Bước 3, khuấy khoảng 5 phút để lắng trong 3 phút. Bước 4, lấy giấy quỳ cam nhúng vào và so màu giữa giấy quỳ cam và than đo pH chuẩn. Thì từ đó, khi chúng ta ra cái số liệu độ pH là bao nhiêu thì chúng ta biết được đó là đất chua, đất kèm hay là đất trung tính, được không ha? Rồi, cái thứ ba đó là nhận biết một số loại phân hóa học thông thường. Thì vật liệu và dụng cụ cần thiết cho cái phần nhận biết phân bón này như sau. Thứ nhất đó là mẫu phân hóa học thường dùng trong nông nghiệp. Thứ hai là ống nghiệm thủy tinh. Thứ ba là cái thìa nhỏ và thứ bốn là nước sạch. Rồi nhận biết một số loại phân hóa học thông thường như sau. Chúng ta tìm hiểu qua cái quy trình thực hành nè. Bước 1, lấy một lượng phân bón bằng hạt bắp cho vào ống nghiệm. Tụi con thấy hình số 1, thấy chưa? Bước 2, cho 10 ml đến 15 ml nước sạch vào và lắc mạnh trong vòng 1 phút. Ta thấy bước 2 đây. Đó. Rồi bước 3, để lắng 1 đến 2 phút quan sát mức độ hòa tan. Nếu hòa tan là phân đạm và phân kali. Bạn thấy chưa? Đạm và phân kali là hai loại phân hóa học rất là tan. Rồi, ít hoặc không hòa tan thì chúng ta xác định nó là lân hoặc là vôi. Đó. Và chúng ta nhìn qua cái màu á, chúng ta thấy là lân thì màu xám, màu xi măng và vôi là màu trắng. Đó. Rồi, đối với loại phân thì chúng ta quan sát bằng mắt phân hóa học á thì phân đạm thì con thấy là thông thường nó là màu trắng. Khi bỏ vào nước sẽ tan nhanh. Phân kali là màu đỏ nâu. Khi bỏ vào nước nó cũng sẽ tan rất là nhanh. Chúng ta nhìn màu nó có thể đoán được loại phân gì rồi. Còn phân lân thì màu xám như xi măng. À, bỏ vào nước thì nó đọng lại ít tan hoặc là không tan. Thì tụi con thấy là nhiều khi người ta bỏ xi măng thì sao? Sao mình phân biệt được giữa phân lân và xi măng đây? Thì tụi con thấy khi mà xi măng vào nước nó sẽ kết dính lại. Còn phân lân nó không kết dính và nó nằm rời rạc ha, nhưng mà nó ít tan. Đó là như vậy. Còn làm sao chúng ta phân biệt được vôi và phân lân? Thì vôi nó có màu trắng và khi bỏ vào nước nó sao? Sôi nhẹ. Anh con thấy ha, nó khác nhau như vậy. Thì chúng ta nhìn bằng mắt chúng ta có thể phân biệt được rồi. Còn loại phân nào chúng ta thấy là có ba màu, à, màu trắng là nó trộn lẫn với nhau luôn á, màu trắng, màu xám và màu đỏ nâu như vậy, thì chúng ta thấy là nó là phân gì? NPK. Đó, là gồm có đạm, lân và kali. À. Rồi. Thứ nhất, à, những công việc mà nhiệm vụ thầy cho tụi con. Đầu tiên là có những video clip tụi con sẽ coi ở dưới để chúng ta thấy được à, cái cách mà chúng ta thực hiện. Thứ hai là tụi con sẽ thực hiện tại nhà nếu điều kiện cho phép. Tụi con đọc bài, xem hướng dẫn à, và chúng ta thực hiện tại nhà nếu điều kiện cho phép. Rồi tụi con làm thực hiện bài tập trên Google Form cho thầy. Thầy sẽ cho những câu hỏi trắc nghiệm trên đó. Tụi con nhớ làm. Rồi để chuẩn bị tốt cho bài học sau là chúng ta hãy đọc cho thầy hai bài 10 và bài 11 trong sách giáo khoa để chuẩn bị cho cái chủ đề đó là giống cây trồng. Tụi con đọc coi những câu hỏi ở trong đó và chúng ta trả lời. Bài học đã hết. Thầy cảm ơn tụi con, chúc các con luôn học tốt và luôn bình an. Tụi con nhớ thực hiện tất cả đầy đủ nhiệm vụ của mình. Chúng ta coi video clip để chúng ta biết. Nếu có điều kiện thì chúng ta sẽ thực hiện. Rồi, chào tất cả tụi con.